Không mở bao kìa. Cận cảnh cách làm gắn nha các bạn. Ô, bò ra không? Ôi, làm gì vậy trời? Làm gì vậy? Ôi, nãy kêu dở ra đi không chịu. Cái bao nó không có thấm nước được. Cái bao nó không có qua nước được. Này gắn hổ hành nha anh em. Nhúng soi xong rồi tuốt. Nhảy nó tự ra luôn ha. Cháu hành nhưng không nghe hội hành gì vậy ta. Cỏ này cũng bự đâu, nhỏ thôi. Hai hai tầng về phía nữa nè. Đúng mấy thằng nào của tao. Ngâm được hai chai. Cắt con cái máu mẹ chứ gì.
mẹ hết máu rồi nữa gà máu. Để nguyên vậy nguyên luôn hết sao ta? Mổ bụng không? Mổ mẹ đi. Sao? Quay chưa? Phải mổ chứ. Không đâu có ăn gì đâu. Thì cũng mổ, mổ lấy mặt rồi chứ. Nhiều á? Nhiều. Ký mấy lần hả? Ký 2 luôn á. Tại tao là mổ, nó cứ dán về bỏ ruột ra thì nó mắc mớ rồi còn. Trời ơi, đừng có lại đó. Hả? Ủa mày, cái căn của nó ủa mà nó cho ăn đó. Mình muốn ăn nó ở nhà coi nó lửa đó. Lửa đó. Ủa, nằm đó mà nói không à. Đã tính ghé mua gà thiệt hả? Có thiệt vợ tao đang ghé mua đấy bọn. Hên điện sớm chứ không quá trời rồi. Mua gà vô hấp. Tưởng anh mình đi gấp mà. Tao cũng tao mua, tao mua. Hên vừa kêu vừa ghé luôn hả? Vừa ghé vô luôn. Cũng hên chứ không, rồi kêu mặn mà lấy rồi. Phan mẫu á, phan mẫu, phan mẫu, cầm lên dơ cái, cầm hết luôn. Ừ, đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên, lấy cảnh, lấy cái. Đưa vô cái mặt, cho lấy cái mặt luôn. Gì? Đưa lấy vô cái mặt luôn. Giữ gì sao? Rồi, đúng rồi. Trời, mà gắn cảnh này, trời. Không nổi nữa. Gắn miền Tây ấy vậy? Trời, gắn miền Tây luôn. Không như thôi đó. Rồi, ok. Thôi quá, rồi gắn, hết biết gắn. Này chắc mổ quá chứ rút con gà. Con gà nói bữa nào kiếm rắn mà bữa nay có rắn thiệt. Hôm qua chạy ngang thấy nó bán rồi. Hôm qua nó bán chuột cúm nhum nữa anh Phong. Ừ. Ủa mỡ lông dài 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 á. Không, là lông nó xanh giòn luôn á. Cái mặt bự dữ không? Ê mặt này ăn, mặt này có chắc gì không? Chặt khúc ra rồi. Chặt luôn á, về chặt luôn đi. Lâu lâu ghé mấy đứa em ở rồi chơi tí. Tí à. Tí là 2 ngày. Hôm hôm đồ về chứ. Về luôn mấy cặp.
Vậy chặt luôn không? Ừ, chặt luôn đi. Chặt khúc ra luôn đi. Bự bự lại đi. Dao gì què ta? Cái dao bự á. Mà dưới mình làm giấy tờ với chứng minh thì cũng dễ.
làm được cơm á, cũng như em ra tại huyện đó. Không, bây giờ về mình ấy, mình em về mình đói. Ấy ta chưa rút được cái mực nè. Nói giờ cũ quá thu hồi lại vậy. Còn mấy cái mực. Cần cờ cớ thì dễ lắm. Giờ muốn làm mấy cái em coi. Bỏ rồi, bỏ mặt lại luôn hả? Cách làm gắn hấp xả ý quên hầm đu đủ nha các bạn. Đây anh đồng ướp chín. Nấu nóng mà căng thẳng vui vẻ qua bắt con làm mồi mình xào sơ tỏi sấy tỏi cho nó thơm lên rồi bỏ gắn vô, không bỏ xả nó vô hả? Sao bầm á ta chiên lên luôn cho nó vàng luôn chứ chiên cho thơm. Dạ. Nè. Rồi đổ gắn vô. Muối nha anh em. Ai muốn ăn mặn thì bỏ nhiều muối, mà ăn không mặn thì bỏ ít muối. Ai muốn ăn mặn thì bỏ một ký muối vô. Bỏ ngọt cái thì bỏ 1,5 ký. Còn này chiếc gắn một ký gắn này có 250. Có là chiếc 250 đổ à. Đường luôn nha anh em. Ai muốn ăn ngọt thì bỏ nhiều, mà ai ăn ăn ấy thì bỏ ít. Cái này là bỏ đầu tiên đi xào thôi các bạn, lát còn niêm lại nha. Chứ không phải bỏ vô là lụm lúa đâu. Tại anh đầu bếp này anh cũng chưa chuyên nghiệp lắm á. Rồi. Rồi rớt muỗng trống luôn rồi xào cái muỗng luôn nha các bạn. Kêu bằng gắn xào muỗng. Rồi giờ gắn nó săn lên rồi á. Rồi gắn xong rồi gắn săn lên rồi mấy củ cải vô đủ rồi bỏ luôn. Rồi đem ra quất luôn. Có bếp không? Cái gì? Con bếp bắt hương bếp dứt luôn. Bếp đầu ra nè, có một cái nè đang nấu luôn mà. Rồi, xong một đổ. Rồi giờ là mình cứ để đó nghe các bạn, đổ nước chưa hết vậy? Chưa. Nghe tao bầm gắn vậy đó. Nè. Rồi còn cái kia sao? Kia là cái gì nữa? Ba cái đồ chi? Cái đó thì ai chị cũng lại rửa giùm đi. Tự nhiên để gắn mặt nó cái nãy giờ mới sợ chị này làm đi. Trời, nãy rồi mua ra cậu là nó đi sâu cũng chung. Nó ngon nha các bạn. Đi sâu vậy
nét luôn, đẹp cực đẹp luôn đó. Nhiều không? Nhiều đứa không? Đổ nước lọc vô nha anh em. Nữa không? Nữa. Rồi bỏ nước tươi nói nha các bạn. Rồi chúng ta chờ nó sôi lên rồi chúng ta tiếp tục. Rồi hành nó sắc ra. Sao thấy ấy còn không thấy gắn đâu gì vậy? Sao rồi? Chắc lạc quá à. Lạc đúng không? Cho miếng nước mắm đi. Cái nồi này hâm là gì? Đang nấu đó. Đưa cái chén này gì kìa. Hả? Đưa cái chén này. Đưa chén. Bây giờ. Hả? Gì? Anh nào anh đậu cụ má ớt ăn được cố vô cuối cùng không nào ăn quả hết thì nào vô có vô có làm quá trời luôn nào thắng lên phòng xe rồi đâu mua mấy ký gạo khổ hành đâu có chục ký làm đâu nói đừng khen rồi rồi để khoảng 15 phút nha các bạn. Rồi anh em tập trung vô nha anh em. Đây. Không lấy cái muỗng. Lấy cái giá để qua luôn, khỏi cần cái muỗng. Vừa dính tới. Xới lên cái ơi. Xới lên cái ơi. Xới lên cái ơi. Đó, rồi này máy 35.000 ký. Trời ơi trời. Quá ngon, cái làm YouTube. Ừ. Ba móng tay ăn vậy thấy ghê á. Bóng giận luôn anh em. Ồ, làm sao thấy ghê. Cái gà, bỏ chén luôn thử luôn nè. Làm luôn. Đây. Cái đó ta mua gì à? Ta lũ nó ra ta đem nhà ta lấy đồ trong nó ra trơn á. À, chấm nè ha. Thôi làm ly ăn chén ly cái rượu luôn sẵn rồi nè đây. Trời mời ơi. Mời cả nhà luôn cả nhà. Hoàng Kem TV này nghe. Mời tao nha. Mời tao là chết. Trời ơi nè. Cắn cái miếng ớt rồi. Ớt cái chị đó nó được mẹ làm ra nhậu không nha. Trời ơi. Ăn gắn được không? Thứ gì chịu nổi. Ok, món ngon. 300.000 ký. Rồi vậy giờ mình kết thúc video nha các bạn.